mình đem con này vô mình ghép nè, mình chạy nè, mình test nó đi gần xong rồi mình treo đây nó cũng kêu rồi, giờ mình đem vô mình ghép nha. Thử nghe coi được không nha, chứ mình không dám mở dây dò, chừng nào được mình mới mở ra nha. Thành công rồi anh em, tại cái điện thoại mình quay nó giải quá.